Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại kênh Hoài Bãi nha. Hôm nay Hoài Bãi có một con máy cưa xích STIHL 17C mới về luôn. Nguyên zin hết từ Z, đẹp như mới luôn nhá. Đó, tất cả đều nguyên zin nguyên bản 100%. Đó, giờ quay chi tiết cho anh em xem máy luôn nhá. Đó, máy này bãi về là về đổ xăng nổ luôn. Chưa cần bung máy mình đổi nha. Đèn mát còn nguyên nhá. Mã số máy là 089053592 nhé. Bô trắng phao luôn. Tất cả đều bao zin 100%, đẹp như mới. Con này sử dụng thì nhấc rất bền luôn nhá. Chịu giật trợ lực nha anh em. Nòng đẹp như mới. Chịu giật trợ lực, lọc gió zin trắng phao luôn. Máy chưa có vệ sinh luôn nhá. Đó, áo gió đẹp. Nguyên cây zin từ Z luôn. Con này về đúng đẹp này. Làm zin nhé. Làm zin xích zin. Quá mới luôn. Lốc zin. Con này máy rất là tốt luôn đấy. Con này máy bao đẹp. Hàng bãi về chỗ này là bao vip anh em mình nhé. Anh em là chốt cái này thì liên hệ qua số điện thoại 0345 05 39 nhá. Zin từ đầu đuôi, máy chưa có rửa luôn nhá. Con này em rửa lên như thiếu mỗi thùng thôi. Đó, test nổ cho anh em nghe tiếng máy luôn. Biết máy đẹp cỡ nào. Đó, anh em nói chốt cái này thì liên hệ qua số điện thoại 0345 05 0399 nhá. Đó, lam dài 40, trừ chân ốc còn được 35 nhé.